nhưng các bạn học trong lúc vô hình đều hứng chịu tới người ảnh hưởng lớn như người chẳng qua là một tên học sinh bình thường cái kia không có gì có thể người là nằm thứ ba ở lớp trưởng tâm tình của người ảnh hưởng toàn bộ ban cảm xúc lớp trưởng vị trí này ta không có như vậy là yếu thế nhưng mà lớn như tiếp tục cho người dạng này dẫn đi sẽ ảnh hưởng đến mỗi người ta cũng không có muốn đuổi người đi ý tứ. Trên thực tế, những năm gần đây, người làm lâu trưởng chúng ta làm sự tính, chúng ta đều thấy rõ. Người tuy nhường rất nhiều người không thoải mái, có thể người thật sự mang cho chúng ta rất nhiều vinh dự. Mọi người cũng không hy vọng người đi, chẳng qua là hy vọng người có thể dùng càng ôn hòa tâm thái xung hợp cái này tập thể. Nếu như người có thể làm làm được, lớp trưởng vị trí vẫn là người, bởi vì người mới là nằm thứ ba người mạnh nhất là tiểu vũ sở tình chiến đội đội trưởng đúng vậy đội trưởng ở lại đây đi đúng vào lúc này hai bóng người đi xa là lý tư minh và lý tư kỳ đồ huỳnh đệ này. Đường vụ cách vành mắt thời gian dần đỏ qua Nàng nói Các ngươi ở thời điểm này mong muốn ta lưu lại sao Lý Tư Kỳ khẽ nói Chúng ta chưa từng có trách ngươi Thế nhưng mà từ mạng tiền nói đúng Chúng ta cần chính là một cái có thể xung nhập mọi người Dẫn mọi người lớp trưởng Đối với lớp trưởng sự tình chúng ta Nhưng thật ra là kế hoạch qua Cũng không phải thật sự là muốn đoạt đi lớp trưởng Của người vị trí Chúng ta chẳng qua là hy vọng người có thể theo không ổn định Trong tâm tình đi tới Tai bị đả kích về sau có thể rất là bình tĩnh mà đối diện hết thảy sự tính. Đội trưởng thật xin lỗi. Chúng ta biết người những ngày này rất là thống khổ. Có thể là người tổng muốn trưởng thành. Đường Vũ Cách cười rồi nói, các người giúp ta trưởng thành, là ta để cho bọn hắn làm như vậy. Một cái âm thanh trầm thấp vang lên. Năm thứ ba chủ nhiệm lớp theo ngóc sẽ đi xa, chậm rãi đi vào đường Vũ Cách trước mặt. Vấn đề của người bọn hắn để ở trong mắt ta lại như thế nào không nhìn thấy cái này là đối với người một lần mà luyện người cần chính là trưởng thành trở nên thành thục mà không phải là một tên đảo binh nếu như ngươi thật sự là ý thức được chính mình vấn đề liền lưu lại tiếp tục dẫn đầu nằm thứ ba tốt hơn đi xuống đi nhìn xem chiếc màn chủ nhiệm lớp nhìn xem vị này một mừng cổ vũ dạy bảo giúp đỡ chính mình chủ nhiệm lớp đường phụ cách lúc này ánh mắt mơ hồ Đúng vậy, ta sớm lên nghĩ tới, không có ủng hộ của ngài, bọn hắn lại sao có thể đối được với ta lớp trưởng này. Đường Vũ Cách ánh mắt nhường năm thứ ba chủ nhiệm lớp lông mày cao lại. Vũ Cách, theo trước học kỳ bắt đầu, tâm tình của ngươi liền càng ngày càng không ổn định. Ngươi thường xuyên sẽ cùng với động học lên xung đột, ta không biết đây là vì cái gì. Nhưng cái này đối với người phát triển không thể nghi ngờ là vô cùng bất lợi. lớn như ta lại không áp dụng ra hành động, ta hết sức lo lắng người sẽ hủy chính mình. Bại bởi năm nhất trong qua là một cơ hội, ta cần là người một lần nữa trở lên kiên cường, cảm xúc ổn định lại người thiên phú cực cao người tương lai nhất định là sẽ có đại thành tiểu, không thể bởi vì bà động tâm tính mà ảnh hưởng tới chính mình. Chẳng lẽ người để hiện ra tại cùng với triệu ý thức được chính mình vấn đề sao? Năm thứ ba chủ nhiệm lớp trầm giọng nói, nhìn xem chính mình đắc ý học sinh trong nháy mắt chảy ra lớp mắt, hắn như thế nào không đau lòng. Trong mắt của hắn, đường phụ cách là một cái mạnh mẽ mà kiên cường cô nương, là tương lai vô cùng quang minh hạ sống. Có thể là hắn trăm triệu không nghĩ tới, chính là tay bị đả kích về sau, đường phụ cách vậy mà lại đưa ra xin rơi khỏi năm thứ ba mà không phải là cùng với tử mã tiền cạnh tranh thông qua nỗ lực đoạt lại lớp trưởng vị trí cái này khiến cho thân là chủ nhiệm lớp hắn rất là thất vọng đường vũ cách lúc này dùng sức lắc đầu ngẹn ngào nói không lão sư ta biết sai ta đã sớm biết chính mình sai biết sai còn làm hẹn yếu lựa chọn chủ nhận lớp trầm giọng nói đường vũ cách xem hắn nhìn lại một chương từ mã tiền của một lý tư minh lý tư kỳ huynh đệ đắng chát mà nói ngày nói đúng tiến vào năm thứ ba về sau tâm tình của ta liền bắt đầu không ổn định đây là chuyện nhà của ta đưa đến vì vậy mà ảnh hưởng đến các bạn học thật xin lỗi sau này phát sinh ra nhiều chuyện như vậy ta cũng thấy rõ ràng rất nhiều chuyện cũng cảm nhận được rất nhiều thứ nhất là hai lần cứ mới nằm nhất sau khi giao thủ ta phát hiện ra thật sự không thích hợp là một cái người lãnh đạo ở phương diện này ta không bằng từ mã tiến càng không bằng nằm nhất là miền vũ ngay còn nhớ rõ sao trước học kỳ thì cuối kỳ ta là cùng một cấp cùng một chỗ tham gia ta lần kia trong cuộc thi ta nhìn là miền vũ chỉ huy ta mới thật sự hiểu được hạng người gì mới có thể trở thành lãnh tụ so với hắn ta kém đến quá xa đó là thiên phú là ta không học được khi đó ta liền hiểu rõ vì ta là thật sự không có tư cách lại tiếp tục làm năm thứ ba lớp trưởng Cho nên ta bắt đầu phải nhạt ra gõi Chính mình cố gắng tu luyện Ta không có quá bất luận cái gì người Chỉ là tự trách mình năng lực không đủ ta chọn giờ đi cũng không phải là bởi vì nhu nhược mà là bởi vì ta tìm được ta rồi có lẽ liên cấp cái kia đoàn đội mới là càng thêm thích hợp với ta ta thích cùng với bọn họ ta không thích hợp là một người lãnh đạo nhưng ta hẳn là có khả năng là một tên hợp cách đội viên còn có năm nhất bên trong có ảnh hưởng tâm tình của ta người kia Ta muốn đi chân chính đối mặt với hắn Chỉ có như vậy ta mới có thể từ từ đi tới Cho nên cảm ơn các người giữ lại Nhưng ta đã quyết định ta muốn đi năm nhất Lão sư ta ơn ngày 3 năm qua dạy bảo Thật xin lỗi ta nhiều ngày thất vọng đường phụ cách vừa nói một bên hướng năm thứ ba chủ nhiệm lớp thật xấu bãi lẽ giờ để mặt chạy trốn mà đi nhìn xem nàng tốc độ cao đi xa bóng lưng năm thứ ba chủ nhiệm lớp có chút ngốc trẻ hắn đột nhiên cảm thấy chính mình xấu như là một cái quyết định sai lầm đường phụ cách cảm xúc không ổn định cần có lẽ không phải lần này kích thích cùng với thúc dục mà là ấm áp lão sư có muốn đuổi theo hay không nàng trở về tư mã thiên vội vàng hỏi năm thứ ba chủ nhiệm lớp yên lặng lắc đầu không cần sai nhưng thật xa là ta là ta đoán sai tình huống của nàng nàng cần chính là ấm áp an ủi mà ta để cho nàng thất phóng ta đã không có tư cách làm tiếp lão sư của nàng nàng như vậy là lựa chọn đã vậy nên để cho nàng đi thôi từ mã tiền lúc này hẩn hẳn nói đều là làm hiền vô cái kia người xấu đối với ngày cái kia làm hiền vô chiến thắng hắn sự tính cho tới bây giờ hắn còn cạnh cánh trong lòng Lý Tư Minh cười khổ nói nhưng không thể không thừa nhận tiền kia thật sự là mạnh Liên Lưu Bảo Xuyên đều thua bởi bọn hắn Cái kia đầu óc cũng không biết là như thế nào lớn lên Giống như thiên sinh liền khác với chúng ta Lý Tư Kỳ thở dài một tiếng rồi nói Đúng vậy, bằng không hắn lại làm sao có thể đạt được vụ cách tán thành Trong khi nàng là kiều ngạo như vậy một người là miền vụ lúc này hứng thú bừng bừng trở lại ký túc xá Vừa về đến hắn liền không kiềm chờ đợi thông qua một cái thông tin rẽ số Ừ vụ cách ngươi tới ký túc xá của ta một chuyến ta có việc nói cho ngươi chuyện tốt một bên khác đường vũ cách yên lặng sau một lát rồi nói được dập máy thông tin là miền vũ cấp tông thông qua một cái khác thông tin rẽ số rất nhanh một bên khác kết nối chuyển đến một cái nhường là miền vũ trọng nháy mắt cái mày mặt mày hớn hở âm thanh làm sao vậy hiền vũ nana ồn nhu âm thanh dễ nghe truyền đến nana lão sư ta cần sự giúp đỡ của ngài là miền vũ lúc này không kiềm chờ đợi nói ra Ờ ừ, ta sẽ đến liền vừa nói xong bên kia liền dập mạnh thông tin ô nana lão sứ ta còn chưa nói xong làm mình vụ lúc này không khỏi có chút bất đắc sĩ lập tức sẽ ra đấu có được Nhị tự đấu khải năm lớp năm học trường hắn cũng có lừa phần từ bỏ ý nghĩ đương nhiên là muốn toàn lực giành thắng lợi đó đường phụ cách làm vũ khí bí mật để bọn hắn có phần thắng nhưng như thế vẫn chưa đủ tiêu khải cũng đã sớm nói lần này đồ đối kháng toàn quyền do cho làm miền vũ phụ trách hắn sẽ không tham dự cho nên làm hiền vũ cảm giác rằng mình cả một cái chiến thuật chỉ đạo viên chiến thắng lưu bảo xuyên hắn đã vắt hết óc lập tức sẽ đối mặt với có nhị tự đấu khải năm lớp năm học trưởng hắn cũng cảm giác được rằng mình có một chút không biết lên ăn bài như thế nào chiến thuật cho nên hắn cá thứ nhất nghĩ tới liền chính là nana hắn không nghĩ tới lời nói còn chưa nói hết nana liền sập máy thông tin hắn lại đẩy tới lại phát hiện ra vô phường kết nối đúng vào lúc này là Minh vũ đột nhiên trong lòng siết chặt Vô ý thức quay đầu nhìn lại, thấy một cái màu bạc cánh cổng ánh sáng lặng yên không một tiếng động hiện hiện ra ở phòng khách một bên. Một đầu chân thon dài từ bên trong bước ra, sau đó hắn liền thấy cái kia tóc bạc màu tím thon dài tương ánh, hắn không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Cái này, cái này cũng quá nhanh đi, ngay không phải là tại mình đồ sao? Là miền vũ lúc này giật mình nhìn xem đã thì tới trước mặt chính là Nana Nana nguyên bản ánh mắt bên trong mang theo vài phần lo lắng Nhưng thấy là miền vũ hào hào mà đứng ở trước mặt mình Nào lúc này mới thở ra một hơi sẽ nói Ngươi không có việc gì chứ Là miền vũ vội ý thức mà nói Không có việc gì ạ Nana nhẹ nhàng gật đầu rồi nói Không có việc gì liền tốt Làm sao vậy cần trợ giúp gì sao Lam Minh Vũ dụ rụ dụi con mắt, lần nữa xác nhận Nana xác thực đứng ở trước mặt của hắn mình về sau, nhịn không được rồi nói: "Ngài làm sao tớ đến nhanh như vậy? Cái này Nana nói: "Không có gì, ta đi không gian thông đạo tới, ta mở ra một đầu theo Minh đố đến học viện sửa lẻ khác không gian thông đạo, chờ thực lực của người mạnh một điểm, người cũng có thể làm được." La là Minh Vũ lần thứ nhất có chút hoài nghi Nana nói lời: "Thực lực mạnh một điểm thì có thể làm được, cái này mạnh một điểm là mạnh bao nhiêu đấy?" tự mình mở ra không gian thông đạo, sau đó dùng mấy giây liền theo đại lục này, một bên khác đến đại lục trung tâm. Đây là cái gì thực lực? Là hiền vụ lúc này cảm giác mình càng ngày càng không hiểu rõ Nana lão sư. Nana sờ lên trên đầu của hắn rồi nói, chuyện gì xảy ra? Lam Hiền Vũ nói, Nana lão sư, học viện của chúng ta gần nhất tại tiến hành đấu đối kháng. Hiện tại đến vượt câm khiếu chiến thi đấu giai đoạn, chúng ta đã chiến thắng năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư học trưởng sau đó phải kiêu chiến năm lớp năm học trưởng có thể năm lớp năm học trưởng là nhị tự đấu khải sư giữa chúng ta thực lực sai biệt có chuyện lớn duy nhất ưu thế là chúng ta có thể lên chàng năm người chúng ta lên làm cái gì ngay sau đó hắn đem lần này đấu đối kháng tình huống đơn giản cho nana giới thiệu một chút nana nghe được rất là chân thành ngay hắn kỹ càng sàng thuật trước đó tranh tài quá trình về sau là nhẹ nhàng gật đầu rồi nói